Thưa quý vị và các bạn, những ngày tháng khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt, máu trộn bùn non, nhưng gan không núng, chí không mòn đã tôi rèn cho các chiến sĩ Điện Biên Phủ bản lĩnh thép, tinh thần vượt mọi khó khăn gian khổ để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Và ngày hôm nay, những chiến sĩ ấy đã truyền lửa lại cho con cháu theo cách của riêng mình. Tờ giấy chứng nhận đeo huy hiệu chiến sĩ Điện Biên Phủ được ông Tham, hay còn có tên gọi khác là ông Thân, gìn giữ cẩn thận như là báu vật ở bên mình. Nhận nhiệm vụ tại Sư đoàn 312, Trung đoàn 141, ông Tham trực tiếp tham gia chiến đấu tại chiến trường Điện Biên Phủ. Những ký ức về những ngày tháng giao tranh ác liệt ấy vẫn còn in đậm trong tâm trí ông. Tôi ở hỏa lực Trung đoàn, ở cuối 81 thì ba vô ke, thế Trung đoàn 141 thì bắt đầu là phát hỏa đánh Kim Nam, chiếm trận địa thì nó bắn dữ dội lắm. Cứ hành quân chỉ huy nô làm chỗ là vị trí anh nào là anh ấy đào bom nó bỏ dữ lắm, bỏ thì nó vô vàn lắm, nghĩa là quần áo có khi hàng tháng không thay không giặt gì nữa, đầu óc cạo đầu hết. Nhưng cũng chính những gian khổ ấy đã giúp ông Tham trưởng thành, mài giũa bản lĩnh, ý chí. Và nguồn sức mạnh tinh thần ấy lại được truyền lửa cho con cháu. Đặc biệt là việc làm tư tưởng cho con dâu để sẵn sàng cho hai cháu nội vào bộ đội. Tôi cũng được nghe bố tôi kể lại. Tôi cũng rất tự hào khi bố tôi đã tham gia và ông cũng gọi là người động viên hai con trai nhà tôi đi bộ đội ạ. Và lý do ông chia sẻ cũng thật đơn giản, bởi ông hiểu môi trường quân đội giúp con người trưởng thành ra sao. Các cháu cứ đi bộ đội, người ta giáo dục cho nó có nề, nếu có căn bản một tí thì về nhà nó chứng trả lên, kỷ luật nó quen thì thế, đến lúc trở về nó cứng cát đi vào công trường chứng nghiệp thì nó có một cái ý thức tập thể một tí. Che già măng mọc, với tinh thần đó của ông, hai cậu cháu nội là Đặng Minh Hiếu và Đặng Xuân Thành đã trở thành những người lính trong thời bình, sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ mà đơn vị giao phó.